thì uh, xin chào các em nhé uh, từ hôm nay thầy Thanh uh, tiếp tục xây dựng video ôn giữa kỳ cho các em và yeah. thời gian thầy chỉnh phát video á uh, là khoảng lúc 6 giờ chiều nha các em ha thì uh, bữa hôm qua thầy đã giải cho chúng ta đề ôn giữa kỳ số 5 rồi thì hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta giải đề ôn giữa kỳ số bốn uh, để chúng ta kịp tiến độ ôn giữa kỳ ok chưa rồi chúng ta vào bài số 1 phần trắc nghiệm nhé. Rồi câu 1. Có hai vector F1 và F2 đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành. Thì vector tổng hợp lực có thể là A. Có điểm đạt tại một đỉnh bất kỳ của hình bình hành. B. Có phương trùng với đường chéo của hình bình hành. C có độ lớn là F bằng F1 cộng F2. D cùng chiều với F1 hoặc F2. Thì theo quy tắc hình bình hành đó, thì vector F tổng hợp nó sẽ là đường chéo hình bình hành. Nên mình chọn vector à, tổng hợp F có thể trùng với, có phương trùng với đường chéo hình bình hành. Thì đáp án mình chọn là câu B. Ok chưa? thí à, dụ ha, thầy Thanh vẽ nè. Đây là vector F1 đây vector F, F gì? F2. Ok chưa? Rồi, từ ngọn F1 mình kẻ một đường nước xong xong vào F2. Rồi từ ngọn F2 mình kẻ một đường nước xong xong vào F1. Ok chưa? Như vậy thì từ cái điểm gốc mình vẽ ra mình sẽ được vector F tổng hợp nè. Ok chưa? Màu đỏ. Đó. Vậy các trò xem ha. Đây là vector F1 nè. Đó, f 2 nè. Còn đây chính là vector F tổng hợp nè. Như vậy vector F tổng hợp nó phải có phương trùng uh, với đường chéo hình bình hành. Đồng ý chưa? Câu 1 phải chọn B. Câu số 2. Hợp lực của hai lực F1 và F2 uh, hợp với nhau một góc alpha thỏa mãn hệ thức nào thì khi hai lực mà hợp nhau một góc alpha chúng ta sẽ học công thức là f bình phương bằng f1 bình cộng f2 bình cộng 2 lần f1 f2 nhân với cos alpha thì cái 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 đáp án mà thầy chọn cái này là đáp án D nhé Đây là công thức tổng quát tổng quát nhất. Còn cái này là có dấu trừ là sai nè. Ok chưa? Rồi câu số 3. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực. A. À, song song cùng chiều có độ lớn bằng hiệu, các độ lớn là sai rồi. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có độ lớn bằng tổng các độ lớn và nó cùng chiều với hai lực thành phần. Câu B ghi song song ngược chiều là sai rồi. Ok chưa? Câu C. Song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy ở chuẩn. Rồi câu 3 chọn câu 3C nhé Ok chưa? Câu số 4. Mô mang lực là đại lượng đặc trưng cho A. Tác dụng làm quay làm cân bằng của lực. B. Tác dụng làm quay của lực. C. Tác dụng mạnh hay yếu của lực. D khả năng sinh công của lực thì mô măng lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực chúng ta chọn ăn b nha ăn b ok chưa câu số 5. thầy còn chưa tỉnh ngủ <laughs> chọn phát biểu đúng a mô măng lực tác dụng linh vật là đại lượng vô hướng b mô men lực đối với trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó thì chịu nó mất tiêu ngoài đây thì công thức mô men lực là m bằng f nhân d tức là bằng tích của lực nhân với cánh tay đòn thì theo định nghĩa thì chúng ta chọn câu b còn câu c câu d đương nhiên là sai rồi mô men lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực là sai d đơn vị mô men lực là newton trên mét là sai phải là newton nhân mét mới đúng Ok chưa? Thầy cũng sẽ giải hết tất cả các đề ôn giữa kỳ và giải các phần mà vật lý hỗ trợ các em, các em ráng xem nha. Câu số 6. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Ngẫu lực là hai lực à, có độ lớn chấm 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 điền sao ta? Các em nhớ định nghĩa ngẫu lực là hai lực song song ngược chiều như vậy thì chúng ta nhớ là ngẫu lực là hai lực đây là song 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 và thứ hai là ngược chiều có độ lớn bằng nhau Đó. và cùng tác dụng vào một vật dưới tác dụng của ngẫu lực chỉ có chuyển động của vật biến đổi cái nào ngẫu lực sẽ làm cho vật quay đúng nào như vậy thì chữ này chắc chắn là chữ quay rồi ok chưa như vậy ngẫu lực là hai lực song song ngược chiều đúng nào đây cùng chiều cùng chiều nè lội nè à, ok chưa vậy đáp án mình chọn nào à, đáp án c nha còn câu d là ghi không song song là sai chúng ta nhớ ngẫu lực là hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật rồi ok ha câu số 7 muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, tổng độ lớn các mô măng lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng. Thì tổng độ lớn mô măng lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ, nó phải bằng tổng độ lớn mô măng lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại. Thì đáp án mình chọn câu D thôi. Đúng nào? Cái này gọi là quy tắc mô măng lực. 7D ha. Câu số 8. Trên đĩa của một cân thăng bằng, người ta đặt hai đồng hồ cát giống hệt nhau, có cùng cộng lượng, đó cân ở trạng thái cân bằng, người ta nhanh tay lật ngược một trong hai đồng hồ cát, hiện tượng xảy ra tiếp theo là, thí dụ mình lật ngược lại thôi, thì cái uh, cái khối lượng của hai cái cân cũng không thay đổi, uh, của hai cái đồng hồ cát á, nó cũng không thay đổi, đúng không? Nếu cân thăng bằng, mình lật ngược đồng hồ cát thì cân vẫn thăng bằng. OK chưa? Do đó câu A ghi bị nghiêng nè, nghiêng xuống nè, B nghiêng xuống là sai nè. Thầy chọn nó là cân vẫn thân bằng nha. cân vẫn thân bằng. À, câu 8 C, câu số 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng? A à, năng lượng là một đại lượng vô hướng. B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. C. Năng lượng luôn là đại lượng bảo toàn. D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo. Này sai nè. Trong hệ SI, đơn vị năng lượng là Joule chứ. Đó, kêu chữ G. Ok chưa? À, vậy thì chúng ta chọn đáp án D. Chính D. Câu số 10 vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng? A. Quạt điện B. Máy giặt C. Bàn là D. Máy xấy tóc Thì quạt điện, máy giặt với máy sấy tóc nó đều có thể chuyển biến điện năng thành cơ năng. Đúng nào? Chỉ có bằng là là biến toàn bộ điện năng trở thành nhiệt năng mà thôi. Bằng là hay còn gọi là bằng ủi đó các em. Rồi câu 11. Dạng năng lượng không thể hiện trong hình là cái hình bên đây nè a là điện năng à, mấy tấm pin mặt trời này các em, nó sản sinh ra điện năng và cánh quạt này cũng là sinh ra điện năng đó b là quang năng năng lượng sáng mặt trời à, sử dụng cho pin à, mặt trời và à, làm sáng bầu không khí xung quanh bầu trời à, c là cơ năng có luôn cơ năng đúng không là cái cái cánh quạt quay tạo ra cơ năng đúng không à, dòng không khí chuyển động cũng có cơ năng ok chưa rồi như vậy thì năng lượng sinh học là không có thể hiện thôi ví dụ là thầy đang ngồi đây thì dạy học cho chúng ta nè thầy cần năng lượng cơ thể mình đang dụng năng lượng gì năng lượng là sinh học bạn nào mà coi bảy viên ngọc rồng á xung quanh khu vận nội công biến thành siêu xe gia cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đó chính là năng lượng sinh học ok chưa Câu số 12 Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng? A. Nhiệt lượng. B. Động năng. C. Là hóa năng. D. Là quang năng. Thì động năng, hóa năng với quang năng, toàn bộ là năng lượng. Chỉ có nhiệt lượng thôi. Nhiệt lượng là chỉ quy với các em. Hồi học cấp 2 là quy bằng m nhân c nhân gì? À, T2 trừ T1 đó mà. Nhớ còn nhớ là nhiệt lượng tỏ ra hay là, là nhiệt lượng thu vào không Đó Nhiệt lượng không phải là năng lượng nha Câu 13 Năng lượng từ pin mặt trời Có nguồn gốc là Pin mặt trời là biến uh, Quang năng trở thành uh, Điện năng Như vậy pin mặt trời uh, Năng lượng có nguồn gốc phải là từ quang năng Câu D Ok chưa Quang năng Câu số 14. Đơn vị của công suất là à, công suất có nghĩa là joule trên dây hoặc là watt ở đây. Là. Chúng ta chọn đáp án là watt, câu D ha. Câu D. Đơn vị công suất là watt nha. À, ông à, ông James Watt á là nhà vật lý người Scotland. Là người chế tạo ra máy hơi nước nha. Ông à, sinh năm 1736 à, và mất năm 1800. 19. Câu số 5. Công sức được xác định bằng A. Tích công và thời gian thực hiện B. Công thực hiện trong một đơn vị thời, thời, gian Thì cái câu B là hợp lý nhất Đúng nào, công sức là B hoa bằng gì? Bằng A trên T Hoặc là bằng F nhân V Đó Thì công sức là công thực hiện trong một đơn vị thời gian Câu B ha Câu số 16. Đơn vị đo công suất ở nước Anh à, ký hiệu là HP. À, một chiếc máy ghi 50 HP thì công suất là bao nhiêu? Chúng ta có thấy là ghi nè, bi hoa bằng 50 à, HP bằng 50 nè. 1 HP á là theo nước Anh á là 746 W. Thì cái này mình nhân lên nó sẽ ra được là 37300 what và đổi sang sang kilowatt mình chia 1000 thì nó ra là 37,3 kW. Ok chưa? Rồi câu số 10 10 16 á là mình sẽ chọn đáp án là câu B ha. À câu 17 hai lực có giá đồng quy, có độ lớn là 6 N và 8 N có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là à, nếu mà nó vuông góc nhau á thì nó rơi vào trường hợp đặc biệt á, à, chúng ta dùng thức là F sẽ bằng là gì? À, căn của F1 bình cộng với F2 bình, đó. đồng ý chưa? À, chúng ta thế số vô thì chúng ta sẽ được kết quả như sau. thì à, chúng ta sẽ được công thức là thế dòng thức trên á, chúng ta có F sẽ bằng căn của 6 bình cộng với 8 bình vương bấm máy ra bao nhiêu mấy đứa sẽ ra 10 Newton vuông góc dùng Pitago nha rồi câu 17 ta chọn câu B nha câu số 18 một người gánh một thùng gạo nặng 60 Newton và một thùng ngô nặng 80 Newton và hai người này chịu một lực có độ lớn bằng hai cái lực này là hai lực song song cùng chiều đúng không vậy lực mà vai người ấy phải chịu là hợp lực của hai lực song song cùng chiều Vậy sẽ có độ lớn là B sẽ bằng là B1 cộng cho B2. À, 60 à, cộng với 80. Bấm máy ra 6 cộng 8 là 14. 140 Newton. Chúng ta chọn câu A nha. Rồi câu 18 là mình chọn A nha các em ha. Rồi tiếp tục đến cái câu số 19. Một cái bu lon nối khung dính và khung sao của xe đạp leo núi cần mô men lực 15 newton nhân để siết chặt thì cái mô men lực này là m nè. Đó. Nếu bạn có khả năng tác dụng lực 40 newton lên cờ lê là f nè Đó. theo một hướng bất kỳ thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để tạo ra mô men lực cần thiết là bao nhiêu? thì chiều dài tối thiểu của cờ lê chính là là cái cánh tay đòn thì chúng ta có công thức M nó bằng F nhân D. Đúng nào Thì chúng ta sẽ suy ra được F. Sẽ là M trên D. À, M là 15. Chi D là. Oh no 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 no. Chúng ta đang tìm gì ta? À, tương đương chứ. Thầy lỡ rồi mấy đứa ơi. À, mình sẽ suy tiếp nha. Suy tiếp đi. Là D chứ. Sẽ bằng M trên F. Thầy suy lộn các em. M là bao nhiêu? Là 15. F là 40. Đó. Vậy thì 15 chia 40 này là bấm máy ra là 0,375 đơn vị mét. Thì đáp án mình chọn ở đây là đáp án A, 0,375 làm tròn lên là 0,38. 19A nhé. Câu số 20. Khi tác dụng lực ép vuông góc với cánh cửa có độ lớn không đổi vào các vị trí khác nhau như hình Mô men lực gây ra tại vị trí nào lớn nhất? Điểm A, B điểm B, C là điểm C và D là điểm D. Chúng ta nhìn nè, điểm A nằm trên trục quay là không có tác dụng quay nè. Điểm B, điểm C và điểm D, thì cái điểm D sẽ xa cái trục quay nhất, thì cái cánh tay đòn của nó sẽ là maximum. Đúng nào? Thì mô men lực M bằng F nhân d. F là như nhau. Như vậy điểm nào có cánh tay đòn lớn nhất, thì nó sẽ tạo ra một cái mô men lực là lớn nhất. Chúng ta chọn đáp án là câu D, là điểm D nha. À, ok chưa? À, nhớ like à, khi xem video của thầy nha các em ha. Chúng ta đến câu số 21. Khoảng cách từ tâm quay ô đến giá của lực ép là 3m. Là cánh tay đòn á là 3m, là D bằng 3m nha. À, biết lực có độ lớn, F là 1.500N. 1.500 N. Yêu cầu tính gì nào? Mô men lực F đối với tâm quay bằng bao nhiêu? Thì mô men lực M bằng F nhân d. F là 1.500 nhân với 3 bằng 4.500 N nhân m. OK chưa? Vậy mô men lực của uh, lực F đối với tâm quay O bằng là 4.500 N nhân mét. Chúng ta chọn đáp án là câu D nhé. Oh không không, câu B. Thầy nhìn nhầm. Câu B. Hãy chơi nhìn kỹ này nha nghe. Nếu mình nhìn 4500 mà mình quên đơn vị là mình chọn câu D là sai rồi nha. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến câu 22. À, một cái xe cẩu có chiều dài cần trục L là 20 m và nghiêng 30 độ so với đường thẳng đứng. À, góc nghiêng này các em đầu cần trục treo một cái thùng hàng nặng 2 tấn như hình, lấy g là 9,8 m cho như bình vương. Mô măng lực do thùng hàng tác dụng lên đầu cần trục. À, đối với trục quay đi qua đầu còn lại của cần trục gắn với thang máy là trục quay là chỗ này này các em. Đồng ý chưa? Trục quay là chỗ này là ô nè. Đồng ý chưa? Như vậy thì ở đây là anh này là cộng lực này các em. Cộng lực là là, là, là lực tác dụng lên, lên cái kiện hàng đúng nào thì bây giờ thầy chỉ cần vẽ thêm cái cánh tay đòn là được rồi nè từ ô thầy vẽ vuông góc xuống giá của trọng lực rồi các trò xem ha như vậy thì uh, ô là ô là cái trục quay nha. Cái cần cẩu nó quay quanh cái trục ở đây nè, đó, đây điểm H đi, còn đây là điểm T đi, O, H, T là ông Hoài Thanh á. thầy tên Hoài Thanh mà, đó, thì chúng ta nhìn nè, khoảng cách từ O đến H á, mình gọi là D nhỏ là cánh tay đòn, và cái cần cẩu có chiều dài cánh tay máy nó là 20m là L nè, L là từ O tới T là L nha các em ha, rồi góc này 30 độ, thì cái góc này cũng là nhiêu, cũng là 30 độ ok chưa thì muốn tính được là là cánh tới đòn thì chúng ta sử dụng công thức là là sin của 30 độ nhìn tam giác bên phải này nha các em ha xin sin bằng đối là d chia quyền là l như vậy chúng ta sẽ suy ra được là cánh tới đòn trọng lực d sẽ bằng là gì bằng l nhân với sin của 30 thật ra tới giờ này thì chưa tỉnh ngủ mà thì ngủ cũng được em ơi l là 20 mươi m và nhân với sin của 30. À, cái bấm máy tính đi ra bao nhiêu nào? Ra 10 mét ha. Đó. Cái bấm đi, thầy cũng vẫn đang bấm máy tính mà. Đấy. Nhưng mà thực tế bài này thì nhẩm được. Đó. Rồi, như vậy lực tác dụng lên vật là, 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 là trọng lực B. B sẽ bằng M nhân cho G. Thì nó nặng 2 tấn. 2 tấn là 2.000 kg và G là 10. Như vậy thì 2.000 nhân 10 ra nhiêu? 20.000 Newton. Như vậy đến đây chúng ta có lực và cách tới đòn rồi. Chúng ta tính mô măng của trọng lực M bằng B uh, nhân với D. B là 20.000 nhân với 10. Bảo nào? Sẽ ra được là 200.000 uh, Newton nhân mét đó là thầy đang sử dụng g là bao nhiêu các em g là 10 nhưng mà trong bài này á trong bài này người ta cho chúng ta g không phải là 10 mà người ta cho chúng ta g là 9,8 đúng nào như vậy thì chúng ta sẽ tính lại là là b sẽ bằng là 2000 nhân với 9,8 đúng nào thì nó sẽ ra là 19.600 newton ok chưa thì lúc này mô măng của cộng lực là m bằng b nhân d sẽ là 19.600 nhân cho 10 thì nó sẽ ra 196.000 à, newton nhân mét ok chưa đó rồi như vậy thì à, câu số 22 chúng ta sẽ chọn đáp án là câu câu b à, các trò rõ chưa 22b rồi, chúng ta đến câu số 23. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực? A. Công là đại lượng vô hướng. Đúng. B. Lực luôn sinh công khi điểm đạt tác dụng à, lên vật dịch chuyển. Lực luôn sinh công à? Công là đại lượng vô hướng thì nó sẽ có trường hợp là dương âm hoặc thậm chí công có thể bằng không. Đúng nào? Như vậy thì công bằng không tức là lực không sinh công ở đây ghi lực luôn sinh công sẽ là không đúng chúng ta chọn câu đúng là câu b ha câu c trong trường hợp nhiều lực công cản có thể có lợi đúng nào trong nhiều trường hợp công cản có thể có lợi chứ ví dụ mình thắng xe đi không có công cản làm sao mình, mình 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 dừng lại được đúng nào d giá trị của công phụ thuộc vào gốc hợp bởi vector lực tác dụng và vector độ dịch chuyển đương nhiên rồi nó Công được tính bằng thức là a bằng gì f nhân d nhân với cos của gì alpha đúng không câu 24 một thùng cá tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực ép như hình nhận định nào sau đây về công của trọng lực b và phản lực n lên thùng cá tông là đúng chúng ta nhìn hình ở bên đây nè đây đây trọng lực và phản lực nó nằm trên đường thẳng đứng trong khi đó vectơ vận tốc đó, nó nằm ngang như vậy thì các vector trọng lực và phản lực nó vuông góc với độ dịch chuyển mà những lực mà vuông góc với độ dịch chuyển nó sẽ không sinh công như vậy thì không sinh công chúng ta chọn đáp án c công của phản lực bằng công của trọng lực bằng không ha ok chưa rồi chúng ta đến câu 25. cho ba lực tác dụng lên viên gạch đặt trên mặt phẳng nằm ngang như hình đây viên gạch các em đẹp không Công thực hiện bởi các lực F1, F2, F3 khi viên gạch dịch chuyển một quãng đường là d là a1, a2, a3. Biết rằng viên gạch chuyển động sang bên trái, à, như vậy viên gạch chuyển động sang trái nha. Thầy tham vẽ vectơ v ra nè. Đó. Đồng ý chưa? Vậy nhận định nào sau đây là đúng? Thì chúng ta nhìn ở đây nè. Vậy công của lực F1 là nó dương, a1 nó dương, tại nó cùng hướng dịch chuyển. Còn lực F2 ngược lại phải không? Vậy công của lực F2 là A2 nó âm. Đồng ý chưa? Còn lực F3 nó vuông góc hướng dịch chuyển. Vậy A3 nó bằng bao nhiêu? Bằng 0. Như vậy chúng ta chọn đáp án nào đây? A1 dương, A2 âm. À, và A3 bằng 0. Chúng ta chọn đáp án B nhé. À, đáp án B. Câu số 26. Chọn phát biểu không đúng. Câu A. Công của lực cản âm bởi vì alpha nhọn góc nhọn là à, là alpha tù chứ góc tù là góc lớn hơn 90 và nhỏ hơn 180 đúng à, B không có lực phát động dương vì anh alpha nhọn là là alpha lớn hơn không và nhỏ hơn 90 đúng câu C hoặc chuyển động theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không chuẩn xác câu D vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng thì công của trọng lực bằng không à, trật lắc trên dốc nghiêng á trên mặt phẳng nghiêng thì thì nếu mà lên dốc á, thì cộng lực nó sẽ sinh cái công là âm là công cản. Còn xuống dốc ấy, cộng lực sẽ sinh công dương là cái công phát động. Ok chưa? Vậy câu 26 câu không đúng chính là câu gì? Câu D. Câu 27. Một ô tô có công suất động cơ là 100 kW à, chạy trên đường với vận tốc 36 km/h. Lực kéo động cơ là Chúng ta nhìn nè, công suất bi hoa bằng là 100 kW là 100.000, 100 ngàn, 100 ngàn W. Đúng không? vận à, dẫn tốc V là 36 km trên giờ chia 36 ra 10 m trên dây à, kWh đổi sang watt là nhân 1 ngàn còn à, km trên giờ đổi sang mét trên dây là chia cho m, chia cho 36 ha. chúng ta công thức là B hoa bằng gì bằng F nhân V như vậy chúng ta sẽ có được F sẽ bằng B chia V 100 ngàn mà chia cho 10 ra bao nhiêu nào ra 10 ngàn 10.000 Newton mà 10.000 chính là 10 mũ 4 chúng ta chọn đáp án B vì bạn nhìn không kỹ chọn A là sai nhé rồi chúng ta đến câu số 28 ờ, câu này dễ rồi một bóng đèn sợi đốt có công sức 100W Đây B hoa nè tiêu thụ năng lượng là A nè 000 Joule thời gian thấp sáng bóng đèn là quá dễ chúng ta có thứ là B hoa bằng gì bằng A trên T à suy ra thời gian T sẽ bằng cái gì? A chia cho B. Đó. A là là ngàn Chia cho B là 100. ngàn chia 100 ra nhiêu? 10 giây. 10 giây chúng ta chọn đáp án B nhé. Ok chưa? Rồi, 28B. Rồi bây giờ chúng ta đến phần tự luận nha, phần tự luận này gồm 3 câu tự luận nha. Bài số 1, ta cần tác dụng một mô măng à, ngẫu lực 16Nm để làm bánh xe quay như hình. À, xác định độ lớn lực tác dụng vào bánh xe ở hình A và hình B. À, từ đó hãy cho biết trường hợp nào có lợi hơn về lực. Như vậy chúng ta nhìn nè, mô măng lực là bao nhiêu? À, mô măng ngẫu lực chứ, m này bằng bao nhiêu? Bằng 16Nm. Đó. Chúng ta nhìn hình A nè. Đó, thì đây ghi số 014, nghĩa là cánh tay đồng của ngẫu lực là D1 là 014. Hình B nè, à, đây ghi 023, thì cánh tay đoàn của ngẫu lực trong hình B sẽ là D2 nè. Ok chưa? Như vậy thì có M chưa? Có rồi. À, chúng ta sẽ tìm coi F1 ra bao nhiêu. Đó, chúng ta có công thức là trường hợp hình A nè. Mô mang lực M, thì ghi M A đi sẽ bằng F F ở hình A nhân với D ở hình A Ok chưa Như vậy thì chúng ta sẽ có được F ở hình A sẽ bằng M chia cho DA đó M là 16 nè và chia cho 0.4 bằng 40 Newton Ok chưa Rồi tiếp tục chúng ta xét ở hình B chúng ta có M ở hình B nè, mô men ngẫu lực á, sẽ bằng F ở hình B nè, nhân với cánh tay đòn ở hình B. Ok chưa? Ở dưới thì gọi là D1, D2 á, mình sửa thành D2 và để gì? À, DB đi. Cho phù hợp. Ok chưa? Vậy thì suy ra được là lực ở hình B sẽ bằng M ở hình B và chia cho cánh tay đòn của ngẫu lực ở hình B. 16 và chia cho 0,23 bằng 69,56. 69,56 Newton. Như vậy để tạo ra được một cái mô măng ngẫu lực là 16 Newton nhân mét thì ở hình A chúng ta cần tác dụng một lực là 40 Newton. Còn ở hình B chúng ta phải tác dụng một lực là sắp xỉ 70 Newton. Như vậy thì trường hợp nào có lợi hơn về lực các em? Đó là hình A. Vậy hình A lợi hơn về lực. Đỡ tốn sức hơn các em. Ok chưa? Rồi như vậy bài số 1. Chỉ giảng vậy là xong. Rồi chúng ta đến cái bài số 2. Cho hệ như hình vẽ. Thanh AC đồng chất tiết diện điều. Khối lượng không đáng kể. Là bỏ qua khối lượng thanh AC nha. Và M1 là 5 kg. Tính khối lượng 12 phải treo tại B để hệ thân bằng. Thì chúng ta nhìn thấy thanh vẽ các vector nè. Như vậy vật M1 sẽ chịu tác dụng của trọng lực là B1. Đó. Vật M2 sẽ chịu trọng lực là B B2. Ok chưa nào? Thì dễ tương đối thôi. Như vậy thì vật M1 sẽ chịu tác dụng bởi trọng lực là B1 đúng nào giờ cái m2 sẽ chịu trọng lực là b gì b2 Đó. các vết tơ trọng lực có phương thẳng đứng có chiều từ trên xuống nên hai lực này là hai lực song song cùng chiều các em có thể giải nó bằng quy tắc hợp lực song song cũng được ok chưa còn ở đây thầy đang giải nó bằng quy tắc mô men lực nha à, ô này gọi là cái 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 điểm mà để nó quay đi vậy nó nhìn là từ O tới a là hai hai động hai động thẳng đúng không từ ô tới b là bốn động thẳng như vậy thì khoảng cách từ a tới o thì thanh gọi là D1 còn khoảng cách từ O tới B thì thanh gọi là D gì à, D2 ok chưa thí dụ à, từ hình vẽ đi thì thanh gọi một đoạn này là A nhỏ đi vậy là D1 sẽ là 2A nhỏ và tất nhiên D2 là bao nhiêu D2 là cánh tới đòn của lực B2 á, sẽ là 4A nhỏ ok chưa nhớ nghe như vậy mỗi cái đoạn như thế này nè là chúng ta sẽ gọi nó là A nhỏ. Vậy là D1 sẽ là 2A nhỏ. D2 là 4A nhỏ. Nghe chưa? Đó. Thì chúng ta nhìn nè. Lực B1 sẽ làm nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Lực B2 làm nó quay theo chiều kim đồng hồ. Đồng ý chưa? Như vậy điều kiện cân bằng là gì? Điều kiện cân bằng là tổng mô măng lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ. Sẽ bằng tổng mô măng lực làm vật quay theo chiều ngược lại. Như vậy. À, chúng ta có thể ghi hệ thức sau đây. M1 bằng 12 hay là ghi là mô mang có lực B1 bằng mô mang có lực B gì? B2. Đó. Mô mang lực B1 sẽ là B1 nhân với D1. Mô măng có lực B2 sẽ là B2 nhân với D2. Ok chưa? Mà B1 là M1 nhân với G nhân D1 là 2A. Đó. B2 là m2 nhân với g và nhân d2 là 4a. Vậy mình đơn giản cái gì đi? Mình sẽ đơn giản g đi. Đơn giản gì nữa? Đơn giản a đi. Đúng nào? Như vậy mình sẽ có m1 là 5 nhân với 2 bằng m2 nhân với 4 và chúng ta sẽ tính được m2 bằng 2,5 kg. À, chúng ta xem kỹ các video của thầy sẽ học tốt bộ môn vật lý ha. À, thôi lỡ thầy có thể giúp chúng ta giải bằng quy tắc môn ăn nè. Do B1 B2 là hai lực song song cùng chiều ha. Như vậy thì thầy dùng quy tắc môn ăn lực là đã giải xong. Còn bây giờ thầy giải bằng quy tắc hợp lực song song cùng chiều nha. Thầy có B1 trên B2 sẽ bằng D2 trên D1. Tương đương B1 là M1 nhân g B2 là M2 nhân g. À, D2 thay thế bằng 2 lần D1 luôn. Chia D1. Hiểu không? Đó, nhìn vô hình là D2 bằng 2 lần D1. Đơn giản D1 đi. Đơn giản g đi. Đồng ý chưa? Vậy tương đương M1 là 5 nè, M2 đang tìm nè. bằng 2. Và mình suy ra M2 bằng 5/2 là 2,5 kg. Ok chưa? Như vậy bài số 2 này chúng ta có thể giải bằng hai phương pháp. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều cũng được, quy tắc mô mang lực cũng được. Ok chưa? Rồi chúng ta đến à, bài cuối cùng của đề số 4 nha. Một người y tá anh áo xanh nè, à, đẩy bệnh nhân 82 kg trên chiếc xe à, băng ca nặng 20 kg. Đó, làm cho bệnh nhân và xe băng ca chuyển động trên mặt sàn nằm ngang với gia tốc không đổi 0,55m trên dây bình vương bỏ qua ma sát giữa bánh xe và mặt sàn ôi bỏ qua ma sát là quá tiện lợi các em thấy cái này quan trọng nha rất quan trọng đấy nếu mà có ma sát mà dễ cực lắm còn bỏ qua ma sát sướng lắm rồi chúng ta thấy nè câu a Tính công mà y tá thực hiện khi bệnh nhân và xe uh, băng ca di chuyển 1,9m b sau quãng đường dài bao nhiêu, y tá tiêu hao một công là 140 Joule. Quá dễ bài này. Đề rất là dễ. Đầu tiên thầy cầu mình tính lực nha. Đầu tiên mình tính mình mình xác định là cái khối lượng của hai người là của của, của người uh, bệnh nhân là 11 cộng khối lượng của cái băng ca là 12. Không có tính người y tá nha. <laughs> 82 nè, cộng với lại là 20 nè, bằng 102 kg nè. Ok chưa? Thì thầy sẽ tính được lực thôi, F bằng M nha A, định lực 2 đấy, 102 nè, và nhân với lại là 0,55 nè, bằng 5,61 nha Kem. 102 à 561 chứ thầy nhìn nhầm. 56,1 Newton. Giờ này mới 5 giờ sáng các em ơi, thầy còn buồn ngủ, thầy ngủ không được thôi. Ok chưa? Có F chưa? Rồi, có D là bao nào? Thì chúng ta sẽ tính được công thôi, A bằng F nhân D. Do lực cùng hướng chuyển động, A bằng FD nha. À, 56,1 nhân với độ dịch chuyển là 1,9 m bằng Rồi ra 106,59. 106,59 Joule. Ok chưa? Như vậy thầy trò mình đã giải số qua đấy. Câu B. Sau quãng đường dài bao nhiêu thì y tá tiêu hao một công là 140 Joule. Câu B. Thầy gọi A phẩy đi là 140 Joule. A phẩy sẽ bằng F nhân với độ dịch chuyển D phẩy. Như vậy đến đây chúng ta có được D phẩy sẽ bằng A phẩy chia cho F. A phẩy là 140 và chia cho f là 56,1 bấm dùm thầy đọc bao nhiêu ha? Thầy được kết quả là 2,4955 như vậy thì mình thấy ghi là 2,4955 không nào là 2,5 luôn đi mét, ok chưa? Rồi như vậy á. Thì đến đây á là video giải đề ôn giữa kỳ số 4 của thầy là kết thúc nha các em ha. Hẹn gặp các em ở cái video giải các đề số 1, 2, 3 nha. À, xin chào và hẹn gặp lại. À, nhớ chia sẻ kênh youtube giúp thầy nha các em ha.